xin một quẻ kinh dịch cho bước ngoặt bạn cần phải chú ý trong thời gian sắp tới. Bước ngoặt này xấu hay tốt là tùy thuộc vào năng lượng của quẻ này. Và mình xin kết nối năng lượng cùng các bạn trong trải bài. Và đây là quẻ cho trải bài sáng nay về những bước ngoặt trong cuộc đời, về thân và tâm trí của các bạn. Xin gieo quẻ và xin kết nối năng lượng. Rất biết ơn thông điệp đã gửi đến. Và ở đây chúng ta có quẻ số 42, quẻ được tên gọi là sự tăng trưởng. Đây là một quẻ tốt cho bước ngoặt sắp tới của các bạn, bởi vì nó đại diện cho mùa xuân, sự tái sinh. Mùa xuân một năm giống như là một cái chu kỳ xuân hạ thu đông, nó tiếp diễn liên tục. Và đây là cái thời điểm mà bạn sẽ tiếp nhận đầy đủ nhất. Giống như là mình đã trải qua một thời kỳ suy tàn nè, sau đó mình đâm chồi, mình chữa lành, bây giờ cơ hội mình tái sinh. Và vũ trụ hỗ trợ bạn cái năng lượng này để cho các bạn có cơ hội xuất hiện trở lại, giúp cho bạn phát tán cái năng lượng của mình sáng tạo hơn. Đây là cái thời điểm hoa sen nó phải nở rồi các bạn. Nhưng mà đây là cái thời gian tăng trưởng, chuẩn bị nở hoa. Nếu như mà các bạn vẫn còn giữ cái tâm niệm là tự hủy hoại bản thân của mình, hoặc làm suy yếu sự phát triển của bản thân mình, tức là cứ sống trong đau khổ và tổn thương, thì vũ trụ nó sẽ không ủng hộ bạn trong vấn đề bạn tiến lên về phía trước, không có hiệu quả. Bởi vì sự hiệu quả chỉ diễn ra đối với những người không có bảo thủ, những người biết nắm lấy cơ hội. Đây là cái thời điểm bạn có cơ hội để bạn thoát ra cái đau khổ và tổn thương của mình. Chỉ có một lần thôi các bạn. Và một lần này nó sẽ diễn ra sau 10 năm. Tức là chúng ta chỉ có 4 lần để tái sinh. Một chuỗi vậy là 9 hoặc 10 năm. Bây giờ bạn đang phải bước vào cái chuỗi để bạn tái sinh một lần nữa. Nếu cơ hội đến bạn không nắm bắt, xin lỗi, đợi 10 năm nữa nha bạn. Chúng ta thường hay nghe nói cái câu đó là trong xui nó sẽ có cái may mắn, mà trong may mắn nó sẽ có cái xui. Tức là bạn đang trong thời kỳ đen tối và đau khổ, thì biết chắc chắn là sẽ có bình minh, nó sẽ ló dạng ở phía sau chân trời đó. Hoặc là bạn đang thành công, đang vinh quang rất là nhiều, thì bạn chuẩn bị đi, chuẩn bị cái hố sâu chờ bạn chỉ trong gang tấc. Do đó cái khả năng con người chúng ta biết việc này, biết cái vô hình của tự nhiên, chúng ta sẽ chuẩn bị cơ hội dù tốt hay dù xấu. Tâm thái cân bằng là cái điều các bạn phải có. Lực vũ trụ không chừa một ai. Và dòng chảy năng lượng này nó rất là mạnh. Nếu như bạn bị mắc kẹt và kìm nén nó trong cái nỗi đau của mình mà không có thoát ra, thì cái này nó giống như một vụ núi lửa các bạn. Cái gì mà ém quá nó tung cái bùm là xong. Cái này là thiếu sót của chính bạn. Đây là cái hướng mình phải đứng dậy. Mình phải thấy được đây cái sự viên mãn có một lần. Mình không thoát ra thì không ai thoát hết, không ai cứu được mình hết. Vũ trụ cho mình năng lượng để mình thoát, mình không thoát là lỗi của mình, chứ không phải lỗi tại ai. Và điều này nó chứng tỏ là các bạn phải chú ý tới cái năng lượng là mình phải thích nghi. Và mình sẽ xem mọi vật trên đời này vô thường. Tất cả mọi thứ này đến rồi đi, chúng người nào đến mình đón nhận, người nào đi vui vẻ tiễn đi. Ai ở lại thì mình tiếp đãi nồng hậu, mà ai ra đi thì vẫy tay xin chào. Cái này là mình biết mà, không có ai ăn đời ở kiếp, không ai thương mình hoài đâu. Có thương cũng sau này cũng chia tay. Thấy cặp đôi đang hạnh phúc bạn, bảo đảm chừng sau này cũng sẽ chia tay, cũng sẽ có chuyện xảy ra. Ai cũng vậy hết. Mọi người đều tiềm ẩn cái may mắn, cũng tiềm ẩn cái xui trong đó. Bởi vì bạn không có sống qua mùa đông thì sao bạn biết mùa xuân nó làm sao? Mà không có mùa hè thì sao biết mùa thu? Chúng ta phải trải qua những cái đau khổ cuộc đời thì lúc mà hạnh phúc chúng ta mới trân quý các bạn. Và cái này năng lượng của quẻ này nó nói rằng đó, là cảm ơn mỗi mai thức giấc ta có thêm một ngày để yêu thương. Tức là mỗi ngày là một cơ hội cho bạn để bạn thoát ra. Nếu cái ngày này bạn còn buồn là chứng tỏ bạn chưa thoát. Mà bạn sống từ ngày này qua năm nọ, tất nhiên cái gì nó xấu nó hẩm thấu vô người bạn đó, thì bạn mãi mãi sẽ không được gì hết. Đây là lúc vượt qua cái khó khăn, vượt qua những cái sấm sét cuộc đời, hiểu rõ rằng bây giờ mình cứ từ từ kiên nhẫn, từ từ đi với các bạn, chậm mà chắc, cân bằng cảm xúc của mình, hãy để cho mình bình lặng nhất có thể. Bây giờ mình sẽ giải thích từng cái dòng
Tại vì nó có khoảng là 6 dòng, mỗi dòng là đại diện cho một năng lượng, những cái gì xảy ra cho các bạn ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về dòng 1. Dòng 1 nó đại diện cho năng lượng bạn thay đổi về mặt tinh thần. Tại vì cái thời điểm này bạn có một cái vận may là bạn thay đổi những cái gì quán tưởng. Quán tưởng là sao? Những cái gì mình quán là những cái tư duy của mình, những cái trực giác của mình, là mình sẽ biết được cái tình huống đó cho phép mình có làm hay không làm. Ngay cả việc đó là khó khăn đi chăng nữa, nhưng bạn chịu quán chiếu, tức là bạn chịu nghe theo cái cảm xúc của mình, nghe theo cảm giác của mình, thì cái điều đó là đúng ha các bạn ha. Sau một thời gian bạn tĩnh tâm, bạn quan sát, đây là cái thời điểm là bạn thấy là những cái đau khổ của mình, nó sẽ là cái kinh nghiệm cho bạn có một cái trực giác. Sau này bạn nhìn người hay lắm, bảo đảm luôn. Và ở dòng số 2 là bạn đã nương theo một cái lời tiên tri nào đó từ vũ trụ đem đến cho bạn một cái thay đổi rất là lớn. Mà cái thay đổi này nó giúp bạn thay đổi từ phía bên trong, và bạn có sự kết nối và cảm nhận sâu sắc qua sự chia sẻ của cái lời tiên tri này. Đây là lúc bạn sẵn sàng thấy là bạn được nhận cái ân điển của vũ trụ gửi đến bạn á. Chính là sao? Chính là thái độ bạn chấp nhận nghe theo cái lời tiên tri đó và làm theo thực hành. Và việc này nó giống như là mình đang khổ quá, giờ mình không biết làm sao, bế tắc vô cùng. Tự nhiên có người cái quăng cái phao ra mình, cho mình cứ bám cái phao đó. Thì tức là lúc này vũ trụ gửi người xuống giúp bạn để cho bạn thoát ra. Như bạn không có cãi lại, bạn chấp nhận những cái đau thương này, bạn chấp nhận cái bài học, những cái thông điệp đó. Bởi vì bạn tin bây giờ mình không còn cách nào hết. Nếu không làm, không thay đổi, không chấp nhận cái thông điệp này thì mình chết làm sao? Bây giờ lúc mình phải nghe theo, làm theo và thay đổi. Chính cái điều này nó đem cho bạn cái vận may rất là lớn để thay đổi mình. Và ở dòng thứ 3 nó có được là cái việc bạn sẽ được phát triển, bạn sẽ thành công, bạn sẽ có tiền tài nhờ những bất hạnh trong cuộc đời của mình. Mà qua cái năng lượng là mình dám đối diện với nó và mình không quán trách ai hết. Bởi vì bạn cứ nghĩ những cái gì đau khổ á, nó thực sự không phải đau khổ bạn. Chính cái đau khổ đó nó cho mình thấy may mắn. Bởi vì sao? Những cái người đem đau khổ cho mình, họ chính là Bồ Tát Nghịch. Bồ Tát Nghịch là cái người đem lại đau khổ để cho bạn nhận ra một cái giá trị gì đó. Nhiều khi họ đến họ làm nhiệm vụ thôi. Họ đem đau khổ cho mình để cho mình thấy được là mình phải làm khác đi. Chứ họ đem mình sung sướng, mình cứ vậy hoài, mình không thay đổi gì hết, thì mãi mãi các bạn sẽ không bao giờ hướng tới một cái gì đó cao hơn. Bạn không có tin tâm linh, từ đó bạn không có chấp nhận sự thật, bạn chẳng kiêu ngạo, bạn sống để thỏa mãn cái nhục dục của mình. Thì sao? Nhục dục quá thì cuối cùng đọa súc sanh ngạ quỷ thôi các bạn. Và tại thời điểm này, nếu như các bạn biết tìm về với gia đình mình, thì tất cả cái may mắn của bạn sẽ trở lại. Bạn nào khổ quá bây giờ chúng ta về gia đình đi các bạn. Mình xem rất là nhiều trải bài và mình cảm thấy khi mà bạn trở về gia đình, cái năng lượng bạn được sạc lại. Mà hầu như tất cả những cái nền văn minh, tất cả những trải bài đều nói cái vấn đề này hết. Các bạn đang được may mắn là các bạn ở gần gia đình mình. Do đó nếu bạn không về gia đình mình á, rất uổng các bạn. Trong khi mình muốn mà không được. Do đó nếu như các bạn phải về gia đình mình sống để mình thay đổi, mình lấy được cái năng lượng và tránh những cái suy nghĩ là phán đoán cực đoan tiêu cực. Bởi vì tất cả mọi thứ chân thành, lương thiện là bài học lớn nhất của cuộc đời để mình có được những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời này. Cái quẻ này thật tốt các bạn. Cái dòng số 4 nó chứng tỏ là bạn có thể dời đô được luôn đó. Tức là sao? Khi bạn theo những cái tân khổ, những cái phép tắc cơ bản thôi. Khi bạn biết mình sống cân bằng, là mình có tư duy, mình kiên nhẫn hơn. Mình ngây thơ đối mặt với những sự kiện diễn ra cuộc đời. Ngây thơ là sao? Ngây thơ là cách tiếp cận với cuộc sống mà không kỳ vọng vào bất cứ điều gì hết. Không có tàn trữ sự ích kỷ. Không có tàn trữ cảm giác là cái người đó hiếm, mình phải cần người đó, mình phải bận được, mình phải giật mới được, là không có được. Bởi vì hai người có thể hai cách nhìn khác nhau, trải nghiệm khác nhau. Điều quan trọng là mình nhận ra cách của người này cũng là hay, mà cách của bạn cũng là hay. Làm sao để cho hai cách đều có thể dung hòa được. Không có ai phải hy sinh hết, ai cũng yêu thương chan hòa. Giống như một đứa trẻ giận xong rồi quề liền, họ không có chất chứa trong lòng, không có giữ lại những điều tiêu cực ở trong đó. Đây là cái lúc mà bạn phải tiến được cái năng lượng của đứa trẻ.
Và thứ năm, cái dòng thứ năm tính là nếu bạn sống với một cái tâm chân thật, không có đòi hỏi, thì đây là bạn sẽ có phúc đức rất là nhiều từ cái việc bạn biết nuôi dưỡng tâm hồn của mình. Và nếu như bạn không có may mắn mà bạn cứ sống trong cái dòng chảy tiêu cực, mà sống mình cứ giật cái này giật cái kia, muốn được yêu, muốn được thương, sống ích kỷ, thì bảo đảm các bạn mỗi nãy giờ mình nói nó ngược là hết nha. Bởi vì đây là một cái năng lượng cho mình cần phải tái sinh. Lúc mình phải chấp nhận trở về cái tính tốt của mình, trở về cái ban sơ, trở về cái nhân hậu, trở về cái sẵn sàng chia sẻ và cho đi. Bởi vì mình lớn lên quá cái mình quên đi cái bản tính ngây thơ của mình hồi xưa. Mình làm gì mình cũng nghi ngờ, mình làm gì mình cũng đo lường kinh nghiệm của người tốt hay xấu, có lợi cho mình hay không có lợi cho mình. Lúc bạn tính toán vậy là xong rồi đó, coi như là năng lượng biến năng lượng thành cáo già, chứ không phải là năng lượng trẻ thơ nữa. Trời ơi, cái quẻ này nó sao giống như là nó dạy đời người ta quá, mình không biết luôn á. Nhưng mình chỉ luận theo cái quẻ nói thôi các bạn. Bởi vì cái dòng thứ 6 là dòng cuối cùng, tức là bạn sẽ tăng lên rất nhiều nếu như bạn giữ cái lòng người mình, tức là mình giữ vững cái tâm thế của mình đó. Mình có an vui thì mình mới thành công được các bạn. Bởi vì lúc này là bạn phải có thái độ chấp nhận những chuyện gì xảy đến với mình, không quán trách, không hờn, không thấy ai sai ai đúng trong đây hết. Bản thân mình thấy cái gì sai là mình sửa, mình cam kết, mình giữ vững trái tim của mình. Mình tiếp cận mọi việc không có ích kỷ, không có mang lợi ích cá nhân mình chỗ đó. Làm sao dẫn mọi việc là mình hỗ trợ cho người đó, mình mong muốn người đó được thành công, mình mong muốn được hạnh phúc. Đó chính là cái thái độ của trái tim, thái độ của sự yêu thương nha các bạn. Tình yêu á, là nếu như các bạn chịu đi hướng về hướng Bắc, bạn sẽ gặp một người con trai cả nếu bạn mang năng lượng nữ. Và điều kiện cái người này thực sự là rất là thô, và cái người này là cái người thích di chuyển động rất là nhiều, tượng trưng cho sự sức mạnh. Và nếu như bạn là nam thì người yêu của bạn có thể nằm ở phía đông nam. Cái người này rất nhẹ nhàng và im dịu, nhưng rất bền bỉ nha, tinh tế lắm. Nhưng mà có gì đó không có lay chuyển được họ đâu, rất là khó. Thì đây là cái những gì mà trải bài kinh dịch muốn chia sẻ cho các bạn. Một trải bài hơi dài, không biết tại sao nên mất nói hay sao á.